Tất cả mọi người đều có cái nón sinh nhật anh em ạ. Được của nó luôn. Còn một thanh niên thì không có cái nón bánh sinh nhật rồi anh em. Cả mọi người đều có nón sinh nhật, hãy chọn nón sinh nhật không, kích nó ra đi. Được anh em ạ. Đây là chúc mừng sinh nhật trong Among Us nè anh em. What the f... Lẹ nha. Cần bằng chứng anh em. Nó lại kêu thằng màu tí bơ bồ anh em. Bơ bồ. Thằng cam thì kêu màu đen. Ở đây là một cái tì chúc mừng sinh nhật ok. Còn mình thằng màu tím rồi đây. Rồi hai thằng bằng nhau. Tụi đang bắn thì nó báo cáo bằng thế nhờ. Yep, xong. Vào phòng admin quẹt thẻ anh em. Hello. Mẹ nó chơi nó tự rệt bọt đó luôn anh em. See anyone? Wow, didn't see anyone. Wow, mẹ con nó diễn kìa anh em à. Ui, nó vote kìa. Hai thằng nó cứ cân bằng nhau thế kia làm sao mà có thằng ra được hả? Tôi sẽ đi làm nhiệm vụ của tôi thôi. Giờ sao mà biết được. Ui. Xong. 5, 6, 7, 8, 9. Nope. Đây. Giờ chơi mới chờ đếm số rồi nữa. Easy. Nãy giờ tôi đang mang trắng để tôi còn trắng nơi đâu rồi. Đấy, tôi sẽ kiếm thằng trắng anh em ạ. Đấy, nghe con của tôi nè. Chán thiệt, trắng đâu ta. Tôi cần tìm thằng trắng. Ui, thì nãy giờ tôi không thấy thằng trắng đâu hết nha. Đây. Thanh niên này. Bốn thằng này sẽ có hai thằng giả mạo anh em ạ. Nó chuẩn bị giết nhau nè. Giết này. Nope. Thằng trắng nó xạo đấy. Ôi, nó khóa cửa rồi. Chơi nó khóa 4 tháng. Ui. Niên, rồi mày chạy đi, chúng mày chạy. Chạy đi báo cáo. This is not okay. This needs to stop now. Another one. Yeah, boy. What the fuck was that? Another one. Nani? And another one. Đây là bữa tiệc điên rồ nhất mà mình từng gặp. Bây giờ mình sẽ là ông già Noel để mình đi phát quà anh em ạ. Chứ không là mấy bọn tổ chức sinh nhật không có quà thì nó lại nói nữa anh em. Thôi nên là tôi phải đi phát quà thôi. Tôi và bà là ông già Noel ấy. Ôi blue. Shit me nó giết kìa. Và giết lộ liễu. Nó giết trước mặt tôi phải nói thôi anh em ạ. Trời, nó tự nhiên cái nó vote lại thằng kia. Hình như tôi nghĩ là cái thằng xanh lợt cái này. Nó cũng là một imposter đó anh em. Nói chung là vừa đi phát quà là vừa phải làm việc thiện anh em à. Đuổi mấy người imposter đi ra khỏi tàu. Nói chung là cũng mệt. Tôi thì vẫn kiểu như là trợ thủ của tôi anh em à. Nên là mọi việc thì nó cũng dễ hơn rồi. Ê, mình đi sửa đi máy. Hồi nãy tôi nghi là cái thằng Light Blue thôi. Nhưng mà giờ tôi cũng chưa có chứng cứ nữa. Nên là cứ từ từ đi. Ôi, qua phòng điện nè anh em. Phòng điện nè anh em, từ. Đi vô phòng điện phát. Vẫn sửa điện à, vẫn sửa điện. Ok, ổn đấy. Holy shit. Ui, sửa điện đi anh em. Có một thằng nó sẽ phá anh em à. Đấy, được rồi. Không thằng nào phá. Kinh trết anh em. Kinh trết đấy. Có trường hành kinh trết đấy. Tôi nghiền nó lắm. Có lập lại nè, nghiền lắm. Đó hả? Lê, wow. Chạy khá là chậm luôn anh em. Sửa đi trời. One key. Ok rồi. Tôi làm này xong tôi phải qua check camera của nó là sao. Chứ nguy hiểm lắm. Tôi sẽ check camera anh em ạ. Thằng nào mà ngu ngơ là chết hết. Tôi làm hết nhiệm vụ đó. Nhưng mà giờ mấy hàng sát nhân thì tôi không biết nó ở đâu luôn anh em ạ. Trắng kìa. Ê, có một cái đóng cửa kìa. Chui cống đi trời. Phải làm sao đây, tôi phải đi dụ nó à. Chỗ nào có camera nha. Không nào giết nào hết sao chơi. Holy shit. Nói chung á, thời nay cũng là 4.0 rồi anh em ạ. Không có mạng là cũng chả phát quà được luôn. Nên là thôi, lần này mình sẽ cố gắng mình phát quà cho hết cả phi hành đoàn luôn anh em. Phải loại hai con imposter này ra đã. Chứ không là nó giành quà hết đấy. Ông già Noel cũng phải đi làm nhiệm vụ đấy. Làm xong mới được phát quà. Hay, cuộc sống à. Trời, chưa kịp phát quà nữa có người chết rồi bay. Trời, ba người luôn. Rồi, cái này xong rồi. Tốc độ đi mấy đứa để ông già Noel còn làm việc nữa. Orange hả? Human hả? Đã là con người thì không cần chứng minh anh em ạ. Cho nên là
Phốt nhé. Orange. Orange. Không bằng chứng, không chứng cứ, nhưng mà nhìn cái tên thấy ghét kích. Thế à? Để coi thằng tím đây anh em, coi chừng thằng tím đấy. Đồ, đồ. Tôi nói rồi, tôi là ông già Noel thì tôi biết hết. Cái logic thì tôi biết hết đấy anh em à. Tôi nghĩ cái thằng màu tím, nó vote cái thằng màu tím rồi anh em à. Cuộc sống mà toàn bóp nhau thôi. Quẹt thẻ cái. Ông già Noel cũng phải đi quẹt thẻ để biết là ông già Noel có trên phi thuyền đấy anh em. Chết gần hết rồi anh em ạ. Nope. Nice. Rồi, sinh nhật chết chóc rồi anh em ạ. Thấy tôi là ai không? Ui, từ từ. Cái gì cũng phải từ từ thôi anh em. Bộ đi sửa thôi, tôi sẽ cho bộ đi sửa. Thôi, mẹ nó chung chi từ từ, cái gì cũng phải từ từ thôi. Tôi sẽ qua phòng điện anh em ạ. Tôi sẽ qua phòng điện. Nope. Không ai hết. Ui, Giờ bộ. Hai thằng luôn anh em ạ. Đi ra không được. Ui nó report rồi, Black. No, God, please no. Where? I saw. Em Black bị phát hiện rồi anh em à. Giờ tôi không biết vào chửi nó sau đây. Một thằng vàng nó đang ủng hộ anh em à. Tôi sẽ kêu vote Black. Sống mà anh em. Ok, chơi. Một đối một luôn. Tôi sẽ một đối một anh em à. Anh em là phải dậy nó mới vui. What? Tôi sẽ chơi thằng xanh này. Me theo thằng xanh. Nhất game rồi. Grenade. Kêu thoát ra cái xong tôi nghi tôi nên là nó vote tôi. Không phải thôi. Tại sao nó biết tôi? Vô lý. Phục thù anh em à. Tôi sẽ quyết định phục thù anh em. Nhưng này đang làm thách đấy. Nó nghi tôi lắm đấy. Từ từ, em về từ từ thôi. Ở đây chúng mình sẽ làm tát anh em ạ. Giết luôn, tát tiếc cái gì không biết. Được hết. Có thằng coi camera kìa anh em ạ. Ui, tôi tự tôi report luôn, phải cái shit man. Có lẽ là mấy trong này mấy thằng này nó không, nó khó tin lắm anh em ạ. Tôi nghĩ mấy thằng này nó sẽ không biết đâu. Cứ skip thôi anh em, skip cho lẹ. Cái gì phải từ từ thôi. Mình mà Light blue. Ok, skip. Không thằng nào vote tôi hết. Ok, ổn. Đi. Sửa. Ấy, cái này mình sửa xong rồi nên là mình phải vô phòng admin anh em ạ. Đi xuống. Xuống đây. Sửa có quá quỷ quyết này. Rồi. Qua phòng admin anh em. Cút ra ngoài. Cái gì vậy, từ từ, có thằng nào quan sát camera không nhỉ? Đế này mà. Đế. Ôi. He didn't see it. Nó để thấy, nó để thấy anh em. Thằng nào report. Tôi có giết người quá lộ liễu không ta? Tôi có nên hỏi quen không anh em? Chắc không đâu nhỉ. Nghĩa là hù rồi. Nó để biết hù rồi anh em. Lẽ ván này đang đi một con đường khá là thẳng. Vẫn chưa ai biết hết anh em. Ok, không thấy. Tôi giết người khá là chí luôn. Tôi là màu xanh nhé.